Nhiều người đang mắc phải những thói quen về lâu dài sẽ gây hại cho não bộ, một số thói quen thậm chí liên quan đến chứng sa sút trí tuệ. Vậy thì những thói quen hủy hoại não bộ đó là gì? Cùng tìm hiểu với mình nha! 1. Không tập thể dục và vận động quá ít. Lười vận động cũng được coi là một thói quen gây ra bệnh teo não và giảm trí nhớ. Việc con người cứ ăn xong lại ngồi lì một chỗ như thế khiến cơ thể khó chịu, hoạt động mọi thứ chậm, mà còn ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các bộ phận bên trong, nhất là não bộ. Việc hoạt động nhiều hay tập thể dục đều đặn sẽ giúp não lưu thông lên máu nhanh, phòng ngừa và điều trị bệnh mất trí nhớ. Chính vì vậy, bạn cần phải sắp xếp chế độ nghỉ ngơi, vận động cho tốt. Như thế mới mang lại nhiều lợi ích giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. 2. Ngủ quá ít và không đủ giấc mỗi ngày. Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng cho sức khỏe của não bộ. Lúc ngủ não sẽ được nghỉ ngơi và phục hồi năng lực. Thường xuyên mất ngủ sẽ khiến các tế bào não bị tổn thương rất nghiêm trọng. Đồng thời, nó là tác nhân khiến não bộ hoạt động uể oải, thiếu minh mẫn, thiếu sáng suốt và kém nhạy bén. 3. Suy nghĩ, làm việc quá sức, stress, căng thẳng mãn tính. Não bộ hay bất cứ cơ quan nào trong cơ thể đều có giới hạn làm việc ở những năng suất nhất định. Khi bạn suy nghĩ nhiều, làm việc quá sức, đặc biệt là lúc cơ thể đang mệt mỏi, ốm yếu vì bị bệnh thì lại càng không nên, bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng làm việc của bộ não, làm não bị suy nhược, tổn thương nếu thói quen này kéo dài. 4. Bỏ bữa sáng thường xuyên và chế độ ăn uống không lành mạnh. Bỏ ăn bữa sáng làm giảm lượng đường trong máu, làm ngưng trệ quá trình cung cấp chất dinh dưỡng cho não bộ. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em. Nghiên cứu cho thấy những đứa trẻ ăn sáng đều đặn có IQ cao hơn các em bỏ bữa sáng. Chính vì vậy, bạn cần từ bỏ thói quen này, hãy thức dậy sớm, vận động nhẹ nhàng, uống một ly nước lọc lớn để giải độc và cung cấp nước cho cơ thể rồi thưởng thức một bữa ăn sáng thật thịnh soạn, đầy đủ dưỡng chất nhé. Nếu có thể hãy hình thành thói quen ăn sáng vào một giờ cố định để tạo nên nhịp sinh học ổn định giúp cơ thể hoạt động hiệu quả, nề nếp hơn. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và quản lý cân nặng có thể gián tiếp giúp ích cho não, ví như ngăn huyết áp cao. Hãy ăn nhiều các thực phẩm có ích cho não bộ, ví như cá hồi chứa omega 3, sô-cô-la đen, quả mọng mâm xôi, việt quất, dâu tây, nho, các loại hạt, trứng. 5. Tiếp xúc với điện thoại quá nhiều. Một thói quen hàng ngày ảnh hưởng đến bộ não là sử dụng điện thoại di động. Nhìn chằm chằm vào điện thoại mỗi ngày là không tốt cho não. Vào ban đêm, não bộ rất bối rối bởi ánh sáng màu xanh phát ra từ điện thoại. Điều này làm cho não ngừng sản xuất melatonin, một hormone nội sinh trong cơ thể, được sản xuất từ tuyến tùng. Nó có vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhịp sinh học ngủ, thức của cơ thể, đảm bảo giúp cơ thể có giấc ngủ ngon và tỉnh dậy tỉnh táo vào ngày hôm sau. 6. Ăn nhiều đường, đồ ngọt và chất béo. Việc tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ gây tăng cân, đái đường mà còn ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến khả năng thanh lọc cơ thể, kết quả gây tích lũy các chất độc trong cơ thể và ảnh hưởng đến suy giảm nhận thức. Ăn nhiều chất béo, đường có thể gây xơ cứng động mạch, ảnh hưởng đến tuần hoàn và não bộ. Điều này ảnh hưởng đến việc thanh lọc chất độc gây tích lũy chất độc và đó chính là nguồn gốc của các bệnh khác nhau. 7. Ăn bữa tối quá nhiều. Theo nghiên cứu y học, nếu chúng ta luôn luôn ăn quá nhiều cho bữa ăn tối, sẽ xảy ra tình trạng xơ vữa động mạch và lão hóa não sớm. 8. Uống nhiều rượu. Việc tiêu thụ nhiều thức uống có cồn đã phá hủy nhiều cơ quan quan trọng trong cơ thể bao gồm cả hệ thống thần kinh, tim và gan. Các chất độc đi đến não và cản trở nhiều hoạt động của não, ngoài ra còn ảnh hưởng đến tốc độ dẫn truyền thần kinh. 9. Uống ít nước. 85% não của con người là nước. Các hoạt động của não rất cần nước, do đó nếu bạn cung cấp không đủ nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của não bộ, trong đó có trí nhớ. 10. Hút thuốc lá. Hút thuốc lâu dài có thể thu nhỏ các mô não gây mất trí nhớ do tuổi già. Nó cũng có thể gây ra xơ cứng động mạch não, ảnh hưởng đến việc cung cấp máu cho não. Các tế bào thần kinh thậm chí có thể gây thoái hóa não bộ. 11. Trùm chăn khi ngủ. Trùm chăn khi ngủ là một thói quen xấu, sẽ khiến lượng oxy cung cấp cho cơ thể, nhất là não bộ quá ít trong khi lượng CO2 lại ngày càng nhiều. Tình trạng thiếu oxy kéo dài sẽ khiến các tế bào não hoạt động kém linh hoạt, dễ bị tổn thương và hậu quả là sụt giảm trí nhớ. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không nên trùm kín đầu khi ngủ. Điều quan trọng là duy trì một lối sống lành mạnh và có những hoạt động thể chất giúp tăng cường sức khỏe não bộ, như ngủ đủ giấc vào ban đêm, chế độ ăn uống khoa học, không hút thuốc lá, duy trì tinh thần tích cực và tập luyện thể dục thường xuyên. Hãy nhớ thực hiện các việc làm nhỏ mà có võ sau đây vào buổi tối nhé!
đó là ăn rau xong rồi mới ăn thịt. Điều này cũng giúp bạn no nhanh và không tiêu thụ quá nhiều thịt, hạn chế gia tăng lượng calo nạp vào cơ thể. Thêm nữa, hành động nhỏ này cũng giúp cơ thể bạn cân bằng dinh dưỡng, giảm bớt gánh nặng cho cơ thể. Một thói quen nữa là ăn tối trước 20 giờ. Buổi tối cơ thể chúng ta không hoạt động nhiều nên chỉ nên ăn nhẹ với chủ yếu là những loại rau củ quả và có thể ăn kèm một lượng nhỏ thực phẩm. Điều cũng vô cùng quan trọng để ăn tối tốt cho sức khỏe đó chính là không nên ăn muộn sau 20 giờ. Vì sau 20 giờ là khoảng thời gian cơ thể chúng ta tiêu hóa chậm. Hãy ăn tối trong khoảng 6 giờ tối để cho dạ dày và ruột có đủ thời gian tiêu hóa. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên ăn thêm bất cứ thứ gì trước khi đi ngủ 3 tiếng để giúp cho cơ thể không tích tụ thêm mỡ thừa. Thói quen tiếp theo là bạn nên đi bộ 100 bước sau bữa ăn. Đa số chúng ta thường có thói quen ngồi một chỗ sau khi ăn, nhưng bạn lại không biết rằng đây chính là thói quen xấu, dẫn đến tích tụ mỡ thừa gây ảnh hưởng xấu đến vóc dáng. Càng về đêm, quá trình tiêu hóa sẽ làm việc chậm lại nên ngồi lâu sau khi ăn có thể khiến vòng hai trở nên to hơn. Thói quen này bạn phải đặc biệt chú ý trong bữa ăn tối là ăn chậm và nhai kỹ. Điều này giúp bạn cải thiện được nhu động dạ dày và sẽ giảm các bệnh về đường tiêu hóa. Trước khi ăn, bạn cũng có thể uống một cốc nước lọc, sau đó ăn rau xanh rồi mới bắt đầu đến thịt để giảm bớt lượng calo được thu nạp vào cơ thể. Bạn nên ngủ trước 23 giờ. Bạn nên tạo dựng cho mình thói quen đi ngủ càng sớm càng tốt. Còn những người thức đêm nhiều sẽ dễ bị lão hóa sớm. Thói quen nấu nướng sai lầm này không chỉ làm giảm chất dinh dưỡng trong món ăn mà còn có thể sản sinh ra một số chất gây ung thư. Vậy thì đó là những thói quen nấu nướng nào? 1. Sử dụng dầu thừa để nấu ăn. Để tiết kiệm, nhiều người thường sử dụng dầu ăn để chiên đi chiên lại nhiều lần. Đây là một sai lầm gây hại cho sức khỏe, nguy cơ mắc ung thư rất cao. Khi dầu ăn bị đun nóng nhiều lần, thành phần hóa học của dầu sẽ bị thay đổi, vitamin A, E. Một số chất dinh dưỡng trong dầu bị phá hủy, sẽ sinh ra axit béo chuyển hóa và các sản phẩm oxy hóa dầu độc hại. 2. Không rửa chảo sau khi nấu và tiếp tục chiên rán. Nhiều người vì tiết kiệm thời gian hoặc thấy nồi còn sạch nên sau khi nấu xong món ăn trước, không rửa sạch nồi mà tiếp tục nấu món khác. Nhìn bằng cảm quan nồi có vẻ sạch nhưng thực tế trên bề mặt còn bám mỡ và thức ăn sót lại. Trong trường hợp này, dầu mỡ và cặn thức ăn sẽ bám trên bề mặt chảo khi bạn đun ở nhiệt độ cao có thể sinh ra chất gây ung thư như benzopyrene. Do đó, bạn nên vệ sinh nồi, chảo cẩn thận trước khi nấu món tiếp theo. Điều này không chỉ làm giảm việc tạo ra các chất có hại mà còn ngăn gia vị, cặn từ lần nấu trước ảnh hưởng đến hương vị của món tiếp theo. 3. Tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu. Một lượng lớn các chất độc hại sẽ được tạo ra trong quá trình nấu ăn và máy hút mùi đóng một vai trò rất quan trọng trong việc loại bỏ khí thải. Một số người thích tắt máy hút mùi ngay sau khi nấu ăn. Trên thực tế, máy hút mùi phải mất thời gian để hút khí thải ra ngoài, khi nấu ăn xong vẫn còn khí thải chưa sạch trong bếp. Sau khi nấu ăn, bạn có thể muốn để máy hút mùi tiếp tục chạy trong 3 đến 5 phút để đảm bảo khí độc hại được thải ra hoàn toàn. 4. Nấu thức ăn quá chín, đậy nắp khi xào thức ăn. Thực phẩm nếu được nấu quá chín, đặc biệt là các loại thịt, có thể tạo ra chất gây ung thư. Nhiều người có thói quen đậy khi xào thức ăn cho mau chín, điều này không chỉ làm mất chất dinh dưỡng mà còn gây hại sức khỏe. Đây là thói quen cần phải bỏ gấp. 5. Nấu quá lửa và quá lâu. Trong bất kỳ trường hợp nào, nấu lâu quá mức hoặc lửa quá to sẽ làm cho các thực phẩm thay đổi bản chất của carbon hydrate và chất béo, từ đó sản sinh ra chất gây ung thư. 6. Thêm nhiều muối vào thức ăn. Thói quen ăn mặn sẽ dẫn đến rất nhiều các loại bệnh tim mạch, thận. Và việc ăn quá nhiều muối có thể gây ra nguy cơ ung thư dạ dày. Theo WHO khuyến cáo, mỗi người chỉ nên dùng 5g muối người ngày, tương đương với khoảng 1 muỗng cà phê muối. 7. Chờ dầu bốc khói mới bắt đầu nấu. Không ít người nội trợ có thói quen cho rau vào chảo sau khi đã đun dầu nóng sôi. Họ cho rằng chỉ làm như vậy mới giữ được hương vị tươi ngon, nguyên bản của thực phẩm. Khi đó, rau xanh không còn tác dụng với cơ thể nữa mà thậm chí gây hại cho sức khỏe của con người, đặc biệt có thể dẫn tới bệnh tim mạch, ung thư. Khi nấu ăn, việc đun nấu dầu và thức ăn sẽ sản sinh ra một lượng khói lớn. Một số nghiên cứu khoa học chứng minh khói dầu sản sinh chất độc ngang khói thuốc lá. Nếu hít nhiều sẽ gây ra các triệu chứng như buồn nôn, tức ngực, đau đầu.
về lâu dài có nguy cơ dẫn đến bị ung thư phổi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem hết video này. Bạn đừng quên đăng ký, like, comment để tiếp tục đồng hành cùng kênh Cuộc Sống Tích Cực trong những video bổ ích khác nữa nhé.